ngày 30 tháng 1, phường Bắc Sơn tưng bừng tổ chức chương trình Xuân sẻ chia Tết yêu thương, trao quà Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, trao tặng 238 suất quà Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ thoát cận nghèo, hộ khó khăn đặc biệt, người tàn tật, trẻ mồ côi, người bị nhiễm chất độc hóa học da cam dioxin, thanh niên xung phong trên địa bàn với tổng số tiền gần 160 triệu đồng. Các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng quà đợt này gồm Chùa Phổ Am, Công ty Cơ khí Uông Bí, Siêu thị Điện máy Hiểu Thời, Cục Thi hành án tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh, Việt Thuận Group, Công ty Than Uông Bí, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Thảo Quảng Ninh. Xuân chia sẻ Tết yêu thương là hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa được triển khai mỗi dịp Tết đến xuân về. Thông qua chương trình, nhiều phần quà đã được trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, động viên tinh thần để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền vui tươi ấm áp.